nhỏ gọn, tiện lợi và thông minh. Đó là những gì các anh em sẽ cảm nhận được khi mà sở hữu con đèn này. Và hello anh em, chào mừng các anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Yêu Công Nghệ. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu tới anh em đó là chiếc đèn với tên gọi là Amaran 25X. Và với cái tên này thì các anh em cũng đã biết được con đèn này đến từ thương hiệu nào rồi đúng không nhỉ? Amaran, đây là một trong số những cái thương hiệu mà chuyên sản xuất những cái loại đèn phục vụ cho quay phim, chụp ảnh vô cùng nổi tiếng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu video thôi. Đầu tiên để mà giới thiệu về đèn ấy thì chúng ta sẽ phải nói đến cái thông số trước, đó là cái thông số về cái công suất của đèn. Tên của nó là Amaran AC 25X. Nhưng mà các bạn nên nhớ nhá, công suất của con đèn Amaran này nó lên tới 30W cơ. Đấy là công suất tối đa khi mà anh em có thể sử dụng được đối với con Amaran 25X này. Và khi mà chúng ta sử dụng ở mức độ bình thường thì cái công suất bình thường của nó thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 25W để các bạn có thể sử dụng liên tục. Tiếp đến đó là về cái phần kích thước. Vì sao nói cái con đèn này công suất cao mà kích thước lại nhỏ gọn? Như các bạn có thể nhìn thấy thì cái kích thước của cái con đèn Amaran AC 25X này nó chỉ nhỏ bằng tầm lòng bàn tay của mình thôi. Cái chiều dài của nó đây các bạn nhìn này, nó rơi vào khoảng tầm 12cm. Và cái chiều rộng ở đây này, nó lên tới khoảng tầm 7cm. Và cái độ dày của cái con đèn này nó chỉ là khoảng tầm 2cm thôi các bạn nhá. Rất là nhỏ gọn. Về cái phần chất liệu sản phẩm này thì các bạn có thể nhìn thấy thì chất liệu sản phẩm nó làm bằng nhựa ABS cao cấp. Và ở phần phía bên hông này, tất cả các phần phía bên hông của đèn này được thiết kế những cái ranh để giúp cho đèn nó được tản nhiệt đều, tránh tình trạng nóng đèn và dùng lâu nó sẽ bị nóng này và hư hại tới đèn. Cho nên là cái phần tản nhiệt này vô cùng quan trọng. Nếu mà các bạn mua những cái loại đèn hỗ trợ quay phim ấy, cần phải lưu ý cái phần đấy giúp mình nha. Rồi tiếp đến thì chúng ta sẽ có thêm một cái giao diện, đó là cái màn hình hiển thị. Cái màn hình hiển thị này nó cực kỳ hay. Đương nhiên là cái việc hiển thị nó sẽ giúp cho chúng ta biết được những cái phần thông số của đèn rồi. Các bạn có thể nhìn thấy chúng ta sẽ có phía bên hông này này, bên hông tay trái này, chúng ta sẽ có những cái phần phím bấm, nút bấm này để chỉnh các thông số này. Và ở đây chúng ta sẽ có thêm là nút công tắc bật tắt đèn ở phần phía bên hông này. Rồi chúng ta sẽ có một cái phần núm xoay nhỏ ở đây để giúp cho chúng ta có thể điều chỉnh những cái thông số, những cái đơn vị thông số thông qua núm xoay nhỏ ở đây nha. Các bạn cũng có thể sử dụng trực tiếp như này để ok nhá. Nhưng mà nhà sản xuất có kèm thêm cho chúng ta một cái bộ tản sáng. Đây chính là cái bộ tản sáng với cái thiết kế cũng cực kỳ thông minh. Đó là các bạn chỉ cần đặt vào phần bề mặt phía trước của đèn là tự động nó hút, bởi vì là thiết kế hít nam châm mà. Đây này. Đó, rất là chắc chắn đúng không nào? Bên phía sau này các bạn có thể nhìn thấy chữ Amaran được in nổi đây, tên thương hiệu sản xuất. Tiếp đến đó là phần phía sau này này, chúng ta có được trang bị thêm đó là một đầu ốc 1/4. Và với đầu ốc 1/4 này thì nó sẽ giúp cho các bạn có thể gắn lên cái phần giá đỡ hot shoe ở trên bộ đèn có sẵn. Và cái phần giá đỡ hot shoe này nó cũng được thiết kế dạng kiểu hít nam châm, vô cùng chắc chắn và tiện lợi. Đó. Điều này để giúp cho các bạn sử dụng lên những chiếc máy ảnh, máy quay của chúng ta như này này. Khi mà các bạn muốn thao tác lắp đèn và hạ đèn ở trên máy nó được nhanh hơn. Ví dụ như là tháo đèn ra đúng không? Tháo như này là xong. Lắp đèn vào, chỉ cần đặt này, hít nam châm vào là xong. Không phải như những cái con đèn khác là chúng ta phải tháo cái phần hot shoe ra này. Phải... Đó. Và khi chúng ta muốn lắp đèn vào thì chúng ta lại phải lắp lại này. Đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bật thử để xem cái chất lượng ánh sáng của con đèn này nó như thế nào nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng sử dụng cái con đèn này. Đầu tiên là bật tắt đúng không? Bật tắt thì cái nút nguồn nó ở bên hông này, các bạn gạt lên. Đó. Rồi tiếp đến là chúng ta sẽ điều chỉnh một số những cái thông số như sau. Đầu tiên là đây, chúng ta về chế độ này, CCT. Với chế độ CCT này sẽ giúp cho chúng ta có thể chuyển, đầu tiên đó là giải nhiệt độ màu hoặc là cái công suất của đèn. Ví dụ như là ở chế độ INT, INT này. Đây. Thì đây chính là cái công suất của đèn. Thì các bạn có thể điều chỉnh cái núm xoay này. Đó.
Và cái đơn vị mà di chuyển và đơn vị thay đổi của nó là một đơn vị các bạn nhá. Đấy. Rồi tiếp đến, nếu mà chúng ta muốn chuyển giải nhiệt độ màu chuyển đèn vàng sang trắng ấy, thì các bạn sẽ chuyển sang cái phần CCT. Đó. Rồi, các bạn nhìn nhá, đây đang là 5200, chúng ta cũng xoay cái phần vòng này. Nhiệt độ màu tối đa của nó là 6500 độ K và nhiệt độ tối thiểu của nó là ở đây 2700. Đó, là nhiệt độ màu vàng, ánh sáng vàng. Rồi, tiếp đến là chúng ta sẽ có gì thêm thì nó sẽ ở phần menu. Chúng ta sẽ xoay vào Epic này. Epic ở đây đó là những cái chế độ nhạy sáng và các hiệu ứng ánh sáng. Click vào. Đó. Đó, các bạn có thể sử dụng và di chuyển cái phần núm xoay ở đây để chúng ta lựa chọn những cái phần hiệu ứng ánh sáng nó phù hợp với mình. Rồi, tiếp đến Bluetooth. À, cái con đèn Amaran AC25X này nó có thể kết nối với điện thoại smartphone của chúng ta thông qua Bluetooth. Thì một lát nữa thì mình sẽ kết nối và điều chỉnh trên trực tiếp cái phần điện thoại smartphone của mình. Cũng rất là hay đúng không? Rồi, chúng ta sẽ có thêm ở đây đó là phần Custom. Cái Custom này là sẽ giúp cho các bạn có thể custom cái phần nút bấm này. Ở đây. Đó. Một số những cái hiệu ứng, ví dụ như là Hold cái SOS này, thì các bạn chỉ cần thao tác ấn nhanh vào cái phần nút bấm ở đây thì nó ra những cái phần hiệu ứng mà chúng ta đã custom các nút bấm rồi. Ví dụ như là đúc bò. Đây. Đấy. Khi mà chúng ta ấn đúc bò vào cái phần núm cái nút menu ở đây này thì nó sẽ cho ngược hoặc là xuôi cái màn hình ở đây. Đây các bạn nhìn nha. Đây là xuôi này. Khi mà các bạn đảo ngược cái đèn lên thì các bạn ấn hai lần ở đây thì nó tự động nó ngược để chúng ta có thể dễ dàng điều chỉnh những cái thông số của đèn. Tiếp đến là ở đây chúng ta sẽ có thêm cài đặt ngôn ngữ này. Đây nó sẽ có cái gì nào? Tiếng Anh và tiếng Trung. Rồi output. À đây output các bạn có thể nhìn thấy nhá. À, cái con đèn này nó cực kỳ hay ở cái là nó vừa là đèn và kèm theo đó ấy, nó vừa là một cái thiết bị sạc dự phòng để cho chúng ta có thể sạc những cái điện thoại smartphone của các bạn chẳng hạn. Nó như một cái cục sạc dự phòng bình thường thôi. Bởi vì các bạn nhìn đây này, nó có cái phần output. Các bạn bật on lên thì nó sẽ out ra cái cổng Type-C này để giúp cho các bạn có thể sạc những cái thiết bị của chúng ta thay vì điện thoại này, hay là thậm chí là các bạn có thể sạc cho những thiết bị máy ảnh, máy quay phim khi mà chúng ta sử dụng. Mà gần như là con Amaran AC25X này nó mới làm được cái điều đó. Các bạn nên nhớ nha. Tiếp đến ở đây chúng ta sẽ có một cái phần put. Đó. Đây. Put on lên. Đó. Khi mà các bạn put on lên ấy thì lúc đấy thì cái công suất tối đa của đèn nó là 30W. Còn bình thường nếu mà các bạn để ấy, thì công suất của đèn nó chỉ đâu đó là rơi vào khoảng tầm 25W thôi. Và khi chúng ta boot lên thì nó là công suất tối đa 30W. Các bạn lưu ý nhá. Và cuối cùng ở đây là chúng ta sẽ có cái phần pan. Pan thì các bạn có thể để ở chế độ smart. Với chế độ smart này là khi mà đèn nó công suất nó nóng, nhiệt lượng nó tỏa ra nhiều thì lúc đấy nó bắt đầu cái quạt tản nhiệt ở bên trong đèn nó mới hoạt động. Ok, hết rồi. Đó là những cái thông số ở trên cái con đèn mà các bạn cần lưu ý khi chúng ta sử dụng con đèn này. Thế nếu mà bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn có thể kết nối điện thoại smartphone với lại chiếc đèn Amaran AC25X này. Đầu tiên là chúng ta sẽ khởi động cái con đèn này và reset cái phần Bluetooth nha. Đây, các bạn sẽ ấn vào cái nút Press to Reset. Nó giữ nguyên nó khoảng tầm 3 giây. Chúng ta sẽ bỏ tay ra. Và bây giờ thì trên điện thoại smartphone của các bạn ấy sẽ... Rồi, trên điện thoại smartphone các bạn sẽ tải một ứng dụng tên là Amaran ở đây nhá. À, trước hết thì chúng ta phải bật Bluetooth của điện thoại lên đã. Bật lên. Khi chúng ta đã bật Bluetooth của điện thoại lên rồi thì các bạn sẽ vào phần mềm Amaran. Các bạn sẽ click vào phần chỗ dấu cộng ở đây. Add new device. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Nó đã nhận cái con đèn này rồi. Kết nối này. Ok.
Vâng, và đây là giao diện để các bạn có thể điều chỉnh cái con đèn Amaran 25X này. Đầu tiên thì chúng ta có thể nhìn thấy này, các bạn có thể biết được cái dung lượng pin của con đèn này đang là bao nhiêu phần trăm. Thậm chí là với một cái thiết bị, một cái thiết kế nó khá là thông minh để giúp cho ta có thể được ước lượng được cái thời gian các bạn có thể sử dụng được con đèn này nhá. Ví dụ như là con đèn này của mình nó đang chỉ còn khoảng tầm 11 phút sử dụng và nó sẽ nạp báo màu đỏ ở đây các bạn nhá. Rồi, chúng ta có thể điều chỉnh được cường độ ánh sáng của đèn hoặc là bật tắt đèn. Đầu tiên là bật tắt trước nhá. Tắt đi này. Bật lên này. Đó, nút công tắc bật tắt nó ở phần phía bên tay trái, bên tay phải. Tiếp đến là chúng ta sẽ điều chỉnh được cái cường độ ánh sáng của đèn. Đó. Các bạn có thể kéo thả, kéo trượt. Đó. Ok chưa? Rồi, đấy là về phần điều chỉnh cường độ ánh sáng và bật tắt. Ở đây thì chúng ta sẽ có thêm, khi mà chúng ta sẽ ấn vào cái phần đèn thì sẽ ra cho chúng ta một cái bảng để các bạn có thể điều chỉnh giải nhiệt độ màu vàng và trắng từ 2007 cho tới 6.000 năm. Các bạn cũng có thể thao tác nhanh ở một số những cái thông số mà nhà sản xuất đã để sẵn cho các bạn. Đây, 5.600, 6.500, 3.200. Rồi tiếp đến là cái chế độ effect của đèn, đó là chế độ nhạy sáng ấy, hoặc là hiệu ứng ánh sáng ấy. Đây có tổng cộng 9 chế độ effect tất cả. Và tùy thuộc nhu cầu của chúng ta thì chúng ta sử dụng các loại effect này thôi. Còn không thì các bạn có thể sử dụng ánh sáng vàng trắng để chúng ta sử dụng đèn cũng được, không vấn đề gì. Đó là cách các bạn có thể sử dụng điện thoại smartphone kết nối được với con đèn Amaran AC25X này. Và đó là tất cả những cái công nghệ mà có trong con đèn Amaran AC25X này. Và các bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết thì có thể click vào đường link phía bên dưới video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.